nhưng mà hôn đêm mà hôn cả ngày luôn. Giờ cô Tuyết nhá, cô Tuyết cái này nhớ nhá, có 40 lượt thôi đấy. Cô Tuyết nhá. Là gì ạ? À? Chấp nhận thôi, biết làm nào.
quay vào thì mà nhảy ngược lên. Autotune mềm. Lại đi. Autotune mềm mềm. Là gì ạ? Là gì ạ? Thế chính tỏ bạn cũng là một người có nghĩa là am hiểu về autotune đấy hả? Đúng không? Chính tỏ bạn cũng là một người am hiểu về autotune thì đã có một lời khuyên cho bạn là như này. Nếu như bạn đã am hiểu về autotune như thế thì bạn nên làm những ngành nghề ví dụ như là bán mic, bán phần mềm, hát hò, cũng như là bạn có thể làm video. Bạn hát rồi bạn áp dụng cái autotune được vào và đăng lên, chắc chắn là một cái thì có thể là chưa thể lên xu hướng được ngay, thì bạn hãy cover những cái bài hát nào đang trend đi, bạn cover bằng cái autotune của bạn, xong rồi bạn đăng lên đấy, thì đăng người ta biết là autotune của bạn hay, mic của bạn hay, thì người ta sẽ mua. Ví dụ như là này, chỗ nào autotune hay, chỗ nào mic hay, là phải mua. Người ta bỏ ra 60 triệu để là mua một cái mic để đã hát thì cũng xứng đáng, đúng không? Bởi vì nó hay. Không, đây này em đang gọi là diễn giả cho những người kiểu thất nghiệp ấy, kiểu thế, để người ta có thể kiếm thêm tiền, chứ bây giờ thời gian đâu để vậy nữa, đúng không? Đấy, đấy là kiếm thêm tiền rồi đấy. Một cái mic bạn kiếm vài trăm nghìn, một triệu bạc cũng ngon. Ví dụ mic 60 triệu nào cũng muốn 200 nghìn. Nhưng mà khi bạn đã thể hiện được là autotune của bạn hay, rồi mic của bạn hay thì người ta mới mua. Còn mic của bạn đều thì không. Hello. Rồi, bây giờ cứ giống. Nam ơi. Anh bảo rồi. Anh nói có sai đâu. Anh bảo là thôi, ra ngoài này đi, Hà Thành nó sẽ chăm sóc một đời em. Thì em cứ không phải yên tâm nhá. Đã ở đấy làm gì một mình để chúng nó bôi do cho cháu mặt cho. Em đang nói lỗi và mẹ các em ra với bạn. Dạ, đời ơi. À, mọi người ạ. Giờ thì mỡ là 2 năm nay sẽ gặp Hà Thành ở Hà Nội nhé. 24 hả? À ừ đúng rồi, ra trong đêm. Em ra với anh trong đêm. Anh làm gì bóp chưa? Hả? Anh làm gì? Anh làm gì bóp tới ra đón em không? Còn chứ mẹ thì có chân được cái gì chưa? Con mẹ ăn một cái lẩu ăn không có. Vâng, ta đi ăn lẩu khó. Này, ngày 24 à, với ngày 2 năm này em sẽ tạo điều kiện cho Hà Thành và mỡ gặp nhau. Có thể có thêm cả đi bóp nhé. Không em đi kìa. Đạp anh Đạt với mọi người thôi à. Ừ, thì có gặp hai thằng không? Nhưng mà lý do chính của Hà Nội là gì? Đi chơi anh Đạt cũ. Anh Đạt cũ chơi. Trời ơi, ai đâu? Em chọn mấy em đều đó. Tiếp tỏ gì hả? Nếu em gặp Hà Thành nhìn đẹp trai như thế đi rồi chấm đi à? Em đợi nè. Rồi, mời đến người đấy. Để mời anh, phá vỡ, trái đất. Thank you.
ra tình huống là thắng mới tăng trả đúng không? Đúng. Nhìn chị thấy nó có gì bị sao á? Nó mất rồi sao? Thế hôm nay mình ngủ dậy đến đêm hai cái phụ nữ đây. Đại cứ liên tục như vậy con có kịp coi á hồi hồi. Bà lên rồi đi cả nhà đi ơi. Trước rồi trước khi con dậy là con có thà con có thầy chủ mọi người yên tâm nha. Tôi nhờ lấy theo có gì nhỉ? Cái gì? Anh nói gì? Mới
thank you. Ừ, đấy. Vậy tức là nó sẽ tự giác nó thấy tự ái với mình thôi. Ai mà nó nói là cái người tự ái lại với mình đó. Nhanh đi. Nhanh tính quá hết giờ rồi. Mà cứ chữ anh ơi, thôi cái này cho si lấy kẹo gì lấy. Cảm ơn cô chú, cảm ơn chị, cảm ơn gia đình mình nè, cảm ơn chị, cảm ơn anh Đạt nha. Nhờ. Anh lấy kẹo đi Nam. Anh lấy đi, tôi ít điểm đấy. Mà lấy đi. Rồi, ăn đen đi. Ăn đen hả? Rồi có một ngày mày khốn nạn với tao thôi. Cũng mở kêu nha. À, cũng mở kêu vậy. Quay đúng là gì? Yellow. Kêu. Ok. Mấy cái? Hai cái. Ủa, cái bút bánh đạt đấy sao dính được vào tao? Please. Nếu không, nó không dính được đen như... Khó, hơi khó. Đấy, anh nhảy vô nè. Chờ kéo nó thành... Nó thành chuyên nghiệp rồi. Chả lưu! Mời anh cây. Ở đâu nào, 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 tôi cho đủ thật mấy đơn về. Được. Anh cây, cảm ơn gì vậy ta? Cảm ơn chơi, từ từ anh cơi, em coi cảm ơn anh cơi. Cây ơi, cảm ơn cây. Em không thấy. Bắt đi, cả nhà mình bắt đi, bắt đi. Ồ, ngày mai bạn quá. Chờ cuối là ra tôi nhìn ngay. Ồ, chắc chắn bạn luôn. Tôi nhạc với nhau. Đi xe em tới đây rồi, đi không? Anh cơi ơi, đừng cảm ơn rồi. Thank you, anh nhờ. Anh nhờ anh đi đến đây anh hỏi là không biết anh đi đến đây. Cảm ơn anh.
anh ơi. Vớ. Ờ thế hả? Thank you Worm. Biết cười. Biết cười. Thank you Biết. Được. Để ngày mai mình chia tặng nhá. Hello Bi. Hello Kiều. Cảm ơn người lớn, cảm ơn Phí, cảm ơn Jamia, cảm ơn chị Hằng, cảm ơn Long, cảm ơn Sơn Trang, cảm ơn bạn Cha, cảm ơn Kệ, cảm ơn chị Cả, cảm ơn anh Đi Bi Lan, cảm ơn chị Hằng, cảm ơn chị Hằng, cảm ơn chị Lý, 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 học khó lắm buồn vậy đâu mà là tuổi gì vậy? À, đạt bây giờ là tuổi 30 rồi. Đưa thế thôi. Ừ. Thì đang vẽ dưới cái trên vẽ nào rồi cây học ok đấy rồi vẽ một cái mới. Cảm ơn đề, cảm ơn đề. Ok, bye bye mọi người. Xin chào tạm biệt mọi người. Về nhá, anh em tẩy trang đi nhá. Này. Mình không thể thấy được đúng không em? Đúng rồi. Mình đã thua cùng nhau, bây giờ mình sẽ đi vào nhau tiếp. Đúng. Mình sẽ tẩy trang mà đi đánh tiếp. Thậm chí không cần tẩy luôn, được. Không, anh này tẩy không người, không cho bạn này. Bạn em đâu quá người. Đâu.
sao? Nó không rồi, nhốt giờ thì em chú luôn à. Anh ấy mới thấy thấy rồi. Anh ấy mới thấy là nó hết rồi. Alo. À, cô Thảo Thảo, ông Thảo. Với chị là ở ngoài với cả tai nghe của anh, tai nghe chống nước mà. Nếu mà bình thường mấy thì nếu mà ấy thì nó sẽ bị kiểu như là hơi về. Nhưng mà đằng này nước nó chưa vào được đến loa rồi. Quay xuống tay cái xin quá. Vậy đi lượm xu rồi bao nhiêu xu đi tặng mỏ. Cảm ơn chị Ngô Lão nhiều. Quý quá trời, cảm ơn trời. Quả sẽ tươi rồi. Không cần đi lượm xu tặng nghe cho cục đâu. Ở đây coi em cũng được rồi. Cảm ơn chế nha. Cảm ơn chị Đại. Xong. Xong. Xong rồi, xong. Tiếp tục. Mình sẽ đi tìm những người gọi là xứng tâm khẳng cấp với mình, hiểu không? Đó. Thôi mình bị nó đánh tiếp, rồi mình đi gặp mặt tiếp. Em ơi đi. Thề thì quen thuộc. Em ơi đi, nhưng trước khi đi mày phải thề là kể anh em mình có dù như thế nào đi chăng nữa thì anh em mình cũng sẽ thua cùng nhau. Đó, em thấy. Ừ. Một lòng, hiểu không? Một lòng. Đồng luôn. Mấy đi. Đang mời nào mà anh từ chối nữa. Nó bảo người ta biết là ngồi cùng anh người ta sợ ấy kiểu đấy. Sợ kiểu anh mạnh quá. Sợ đúng rồi. Anh mạnh. Sợ đó anh mà nắm tay không.